Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Mất hồn khi ngắm nhìn cái X10 độ phong cách Movistar trắng ấn tượng. Để bản độ của mình trở nên lịch đảm hơn, mới lạ hơn, ngầu hơn, một chủ xe đã phủ lên con X10 của mình một cái tông màu đen bóng, phun hết phần diện áo cũng rất là cứng cáp, kết hợp cùng với phong cách là tem Movistar trắng vô cùng nổi bật. Toàn bộ những góc ảnh phần diện áo của mình đã miêu tả phía trên. Phía sau của chú xe cũng được dùng cái tên là I15ZR để làm một cái điểm nhấn. Đây đã là tên gọi của mẫu X10 ở thị trường Malaysia. Phần mặt nạ trước của em Skin mới làm cái điểm nhấn, có thêm cái phát sắt ở phía trước để che cái biển số. Đây là quy định bắt buộc cho tất cả dòng xe hai bánh ở nước họ. Cái dàn chân 5 chấu kép nguyên bản to lớn được thay thế bằng cái mâm Faceboy 8 cây, phiên bản dành riêng cho cái chiếc X135 5 số. Nhưng chế qua cho con X10, chủ xe phải làm lại tất cả những chi tiết cục cành, sử dụng cái ống chỉ, cùi đĩa của X15 5 số. Đĩa cover kích thước là 245, nhưng lại có 5 lỗ ốc nên để bắt vào cái mâm 4 lỗ, chủ xe phải làm thêm cái thất lòng CNC. Hai sử dụng cái bộ Levin phiên bản là chất liệu nhôm bạc, nhìn cũng rất lạ mắt, khác biệt hơn những phiên bản là carbon fiber và tan hãy. Bên cạnh ngoại hình cũng đẹp, gọn gàng thì âm thanh cũng rất là quy lực và trầm ấm hơn nhờ vào cái ống tiêu CNC phía sau được cố định vào cái miệng ra của cái bồ thông qua một con ốc nằm ở bên dưới. Hai sử dụng cái phục Hardin bình dầu rời có cái tổng chiều cao là 209mm, cao hơn 4 phân so với cái phục xin nên tạo một cảm giác là cầm xe có đôi chút cao hơn ngay cả khi xe đang đứng trong tình trạng là đá chống đứng. Lốc máy bên qua lăng mâm lửa của cái dòng là FZ100i nhìn cũng lạ và đẹp hơn. Vario 110 sở bộ tem ghép phong cách mới lạ sáng tạo. Nói về cái dòng Vario 110 đang thật sự là một cái dòng xe tay ga tầm trung nhập khẩu thành công nhất vào thị trường Việt Nam từ trước nay, với cái tần suất bán ra ngày càng nhiều và ngày càng có nhiều bản độ ra đời từ cái dòng xe này. Nếu như chỉ là lên đồ chơi thôi thì chưa gọi là đủ để tạo ra cái sự nổi bật cho con chiến mã. Vậy chủ nhân của con Vario 110 này đã nhờ đến cái sự giúp đỡ của Tuấn Decan để chiếc xe được phát họa một bộ tem kép phong cách là khác lạ hơn do chính cái cửa hàng lên ý tưởng thực hiện. Điểm nhấn mà mình thích nhất ở bộ tem này chính là phong cách chữ, dù là nhỏ nhất cũng rất là nét và đều được xử lý cực tốt. Gian chân trước như trong góc này thấy được dây dầu đồ chơi Thái Lan đi kèm các dầu CNC để ôm theo đúng cái thế ốc của dầu và heo Rainbow logo nhỏ 24 xứng được bắt vào cái vỏ phục thông qua một phát heo được làm bằng chất liệu nhôm nguyên khối thông qua cái máy CNC để chạy thành phẩm. Đĩa cover KTM được bắt bằng cái mâm thông qua một cái thất lòng CNC. Điểm nhấn vô cùng nổi bật là xe lên cái phục Harlin bình dầu rời, một hiệu đồ chơi danh giá đến từ Thụy Điển, được rất những em chơi xe để biết đến qua những cái mùa giải đua MotoGP, trong đó với cái chiều cao là 330mm, buộc có thể khá lắp vừa cho cái dòng Vario X hoặc S-Mod, Lugas và cả Vision. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, lần tiếp nhớ like, subscribe.